Trong sáng ngày hôm nay, Tâm đang có mặt trên đường Hậu Giang để thực hiện cho lễ động quan của thân phụ bầu thắng thuộc tầm đoàn Gạch Đồng Tâm Long An, về nơi an nghỉ cuối cùng tại đất nhà Bến Lức. Và điều đặc biệt trong ngày hôm nay mà ta muốn chia sẻ đến với gia đình là việc mà đội ngũ Martino sẽ thực hiện việc kiệu một chiếc quan tài hòm nhất đại cối gỗ trai nặng 1,4 tấn đi di chuyển dễ dàng như thế nào. Xin cứ mời gia đình hãy đi cùng với Tâm nhé. Thank you.
như gia đình đã thấy, trong mỗi tang lễ mà Martino phục vụ luôn mang đậm tính chất sự kiện, được thể hiện qua hệ thống cơ sở vật chất, yếu tố con người luôn được đầu tư bài bản. Và nếu như gia đình đang tìm kiếm một dịch vụ tang lễ tốt nhất tại Sài Gòn thì cả hầm Martino luôn là câu trả lời.